những chuyện kỳ lạ và bí ẩn tại Trung Quốc. Vào năm 2002, tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã xảy ra một hiện tượng rất kỳ lạ. Bầu trời bao phủ một màu đỏ như máu chưa từng thấy, khiến ai nấy đều hoang mang lo sợ. Chưa dừng lại ở đó, ngay sau sự kiện bầu trời máu tại sông Lê Ly ở Quảng Tây Trung Quốc lại xảy ra hiện tượng bất ngờ, đó là nước của dòng sông chuyển sang màu đỏ như máu, khiến giới chuyên gia cũng khó thể nào lý giải nổi. Thực hư câu chuyện này là gì? Và tại Trung Quốc còn những câu chuyện kỳ lạ khó lý giải nào khác? Hãy cùng khám phá ngay và luôn các bạn nhé! Thiên thạch 4,5 tỷ năm rơi xuống Vân Nam, đại sự gì sắp phát sinh? Vào đầu tháng 6 năm 2018, một thiên thạch đã rơi xuống vùng đất Tây Song Bản Nạp thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Điều này đã làm dấy lên mối lo ngại cho những người dân nơi đây, bởi thiên thạch thông thường luôn bị coi là điểm báo trước cho đại sự sắp phát sinh, mà đa số đều là điểm không tốt. Theo thông tin trên các trang báo, có rất nhiều người dân sinh sống ở thôn Man Quế, tỉnh Vân Nam. Và tối ngày 1 tháng 6 năm 2018, đã tận mắt chứng kiến thiên thạch rơi xuống, làm sáng rực cả bầu trời đêm và kèm theo đó là tiếng động rất lớn. Sau đó nửa tháng, làng Man Quế lập tức trở thành vùng đất của báu vật, thu hút hàng ngàn người đến để săn tìm và ngày nào cũng có người đến làng để thu mua thiên thạch. Việc này cũng thu hút nhiều chuyên gia và các giới khoa học đến để tìm kiếm. Tính đến ngày thứ tư, dân làng đã thu thập được tổng cộng hơn 200 viên thiên thạch. Giá thiên thạch thậm chí còn cao hơn giá vàng. Viên nhỏ nhất cũng phải vài ngàn, viên lớn có giá khoảng 100 ngàn tệ, tức khoảng 352 triệu đồng. Ban đầu dù cho con người có xem thiên thạch họ nhặt được là báu vật, nhưng có rất nhiều chuyên gia dựa vào các phân tích hiện tượng thiên văn trong lịch sử phát hiện rằng thiên thạch từ trên trời rơi xuống đa phần chính là điểm báo không may. Và sự thật thì mỗi lần thiên thạch rơi xuống Trung Quốc là dường như trong năm đó đất nước này đều có sự kiện phát sinh. Năm 1971, khu vực huyện Song Dương, tỉnh Cát Lâm đã từng xảy ra một cơn mưa thiên thạch nhỏ. Vào ngày 13 tháng 9 năm đó, Lâm Bưu, người được viết vào điều lệ đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là người kế nhiệm Mao Trạch Đông, đã tử nạn tại sa mạc Mông Cổ khi chạy trốn cùng vợ con bằng máy bay. Và tiếp theo là vào ngày 8 tháng 3 năm 1976, phía bắc thành phố Cát Lâm đã xảy ra một sự kiện hiếm thấy về thiên thạch. Năm đó thì ba người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc là Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Chu Đức lần lượt bỏ mạng. Ngày 11 tháng 2 năm 2012, tại huyện Hoàng Trung, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Đảo, xảy ra một trận mưa thiên thạch lớn, mấy trăm khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống, trải dài một khu vực bao gồm hơn 6 ngôi làng, phạm vi khoảng trên 100 km. Và năm đó, ông Vương Lập Quân, Cục trưởng Cục Công an thành phố Trùng Khánh mang theo tài liệu cơ mật, xông vào lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô để xin tị nạn chính trị, tiết lộ âm mưu kinh thiên động địa của tập đoàn Giang Trạch Dân, khiến thế giới chấn động, đồng thời dẫn đến sự sụp đổ của giới chức cao tầng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phát hiện rồng thật được tìm thấy trong sơn động Trung Quốc. Không biết là ở đây có bạn nào tin rằng rồng là loài có thật hay không? Hãy chia sẻ ngay ý kiến của bạn xuống phía bên dưới nhé! Và khi nhắc đến loài rồng, đa số chúng ta đều nghĩ rằng chỉ có trong truyền thuyết, nó là biểu tượng của điềm lành huyền bí, có địa vị rất cao trong lòng người xưa. Nhưng sự tồn tại của loài rồng vẫn là một bí ẩn chưa hề được giải đáp. Tuy nhiên, dân làng Thạch Môn, huyện Lâm Vũ, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc nói rằng họ đã từng chứng kiến sự xuất hiện của một con rồng thật. Chiều dài con rồng thật này khiến họ phải kinh hoàng. Theo lời kể của những người dân đã từng thấy con rồng thật, thì trong hang nơi con rồng sinh sống có một màn xương trắng bí ẩn, đứng bên ngoài hang có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh. Sau khi phát hiện ra con rồng thật này ở làng Thạch Môn, huyện Lâm Vũ, tỉnh Hồ Nam, nó được biết đến rộng rãi thông qua các bản tin và nhiều chuyên gia đến đây để điều tra và nghiên cứu thực địa. Dù ánh sáng trong hang rất tối nhưng không lâu sau các chuyên gia rất ngạc nhiên, ở sâu bên trong có một luồng ánh sáng le lói hắt ra, thoạt nhìn thực sự rất giống một con rồng đang nằm. Trên bức tường đá xung quanh có rất nhiều viên đá trong suốt như pha lê, tựa như những viên ngọc khổng lồ của rồng. Con rồng này đang nằm ngâm mình trong nước, mắt chằm chằm nhìn nhóm chuyên gia, ánh sáng trên thân nó khiến cho làn nước trở nên lấp lánh, nhiều người trong đoàn đã giật mình tin rằng nó là thực. Vượt qua nỗi sợ cũng như sự hào hức, đoàn chuyên gia quyết lội xuống nước để tìm ra chân tướng sự thật. Hóa ra con rồng đó thực sự là một tảng đá lớn có hình dạng tương tự. Đáng chú ý là tảng đá hình rồng có một lớp vảy màu vàng bao phủ quanh thân, có móng vuốt và con mắt sống động như thật, rất giống với hóa thạch của một con rồng. Sau khi kiểm định kỹ càng, tảng đá hình rồng này có niên đại lên tới hàng trăm triệu năm. Theo đo đạc, chiều dài của con rồng đá này lên tới 13 mét, chỗ dài nhất trên thân con rồng đá là 6 mét, chỗ mỏng nhất là 0,8 mét. Chiều dài như vậy quả không ngoa khi gọi nó là rồng khổng lồ. Các chuyên gia chỉ ra rằng con rồng đá này đã tồn tại hàng trăm triệu năm. Đáng chú ý là tảng đá hình rồng có một lớp vảy màu vàng bao phủ quanh thân, có móng vuốt và con mắt sống động giống như thật vậy, rất giống với hóa thạch của một con rồng. Kỳ lạ ngôi làng suốt 40 năm có những cơn mưa tiền xu. Có thể bạn đã nghe đến những cơn mưa kỳ lạ, ví dụ như là mưa cá, mưa tôm, mưa ếch nhái, những cơn mưa động vật. Thế nhưng bạn đã bao giờ nghe đến mưa tiền hay chưa? Làm gì lại có chuyện hoang đường như thế đúng không nào?
Nhưng kỳ thực trên đời này lại có chuyện như vậy, hơn nữa còn xảy ra liên tục trong 40 năm tại một ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc. Ngôi làng này có tên là Đại Tiêu Hà, thuộc huyện Tây Cát, tỉnh Ninh Hạ. Theo như những người dân ở đây, hiện tượng mưa tiền xu xảy ra trong suốt những năm từ 1930 đến năm 1970, cho đến khi câu chuyện đào đất hoang làm nhà của một người dân trong làng xảy ra thì mới thu hút các nhà khảo cổ học. Đó là vào những năm 1970, một người dân trong làng đang đào đất ở một khu đất hoang để xây nhà thì phát hiện một khối lượng lớn tiền xu bằng đồng. Sau đó anh quyết định nộp cho Cục Di tích Văn hóa địa phương Ninh Hạ. Số đồng xu anh giao nộp được các nhà khảo cổ học địa phương thống kê là có 3.265 đồng xu đến từ các triều đại. Nhưng nhiều nhất vẫn là các đồng xu đến từ thời Bắc Tống. Các nhà khảo cổ học không ngờ rằng có rất nhiều đồng tiền cổ trong ngôi làng nhỏ, vì vậy họ đã quyết định điều tra. Tuy nhiên, điều khiến các nhà khảo cổ bất ngờ rằng dân làng dường như chẳng có chút hứng thú nào với những đồng xu đó vậy, bởi họ nói rằng đã có những cơn mưa tiền xu rơi ở đây trong suốt 40 năm qua. Chỉ cần trời mưa hoặc trời có gió là trên mặt đất khắp nơi đều là đồng xu. Ban đầu họ còn nhặt mang về nhà cất giữ, nhưng sau này số lượng quá nhiều khiến người dân chán chẳng muốn nhặt nữa. Một số trẻ em trong thôn còn dùng đồng xu làm đồ chơi. Sự thật này đã gây sốc toàn bộ các nhà khảo cổ. Vậy nguyên nhân của những cơn mưa tiền xu này là gì? Các chuyên gia tiết lộ rằng thực ra không có cơn mưa tiền xu nào cả. Huyện Tây Cát vốn là một trong những tuyến đường tơ lụa trong thời cổ đại. Vì những cuộc bạo loạn mà nhiều thương nhân đã chọn cách chôn tiền của mình xuống đất. Từ đó khi mưa xuống xói mòn hay những cơn gió thổi bay lớp đất cát phía trên sẽ để lộ ra đồng xu. Ngoài ra địa chất của huyện Tây Cát cũng rất khô nên việc thổi ra đồng xu chôn trong đất là cái điều bình thường. Trung Quốc xuất hiện bầu trời máu kỳ lạ chưa từng thấy. Khoảng 8 giờ tối ngày 7 tháng 5 năm 2022, tại bầu trời vùng biển huyện Phổ Đà, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã xảy ra một hiện tượng rất kỳ lạ, đó là bầu trời bao phủ một màu đỏ máu kỳ lạ chưa từng thấy, khiến cho ai nấy đều hoang mang. Bởi với những người già lão làng ở đây, họ cũng chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Ngay sau đó, các loạt video và hình ảnh về bầu trời đỏ ở Chiết Giang đã nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề thịnh hành nhất trên mạng xã hội Weibo, thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận. Trước hiện tượng kỳ lạ này, cơ quan khí tượng địa phương khi đó cho rằng đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng do đèn của tàu đánh cá gây ra. Thế nhưng, nhiều cư dân mạng lại không đồng tình với ý kiến này, thậm chí còn chế nhạo và chất vấn rằng tại sao trước đây chưa từng thấy như vậy bao giờ? Đèn những chiếc thuyền đánh cá năm nay đặc biệt khác những năm khác hay sao? Đèn nào có thể chiếu sáng cả bầu trời như thế? Một người còn cho rằng rất có thể đó là một điểm xấu, có thể sẽ xảy ra thiên tai như động đất ở đâu đó. Bởi vì văn hóa truyền thống Trung Quốc có quan niệm rằng thiên nhân cảm ứng, những thay đổi của hiện tượng tự nhiên thường liên quan chuyện phúc họa của xã hội loài người. Khi xã hội loài người sắp có một sự kiện lớn bất thường thì sẽ luôn có một điềm báo nào đó từ hiện tượng tự nhiên. Kỳ thực khi nhìn lại lịch sử Trung Quốc đã có rất nhiều ghi chép về những dị tượng kỳ lạ này. Học giả Kinh Phong đời Hán đã từng viết trong một số cuốn sách. Ông từng giải thích trong sách về thiên tai, sông có màu đỏ, ngục tù có ân oán hận thù, hành quyết oan khiến sông chuyển màu đỏ. Trong sách Dị Hậu cũng giải thích, nước tự đỏ, ánh sáng như máu, đất nước có được máu. Ý của những đoạn văn trên nghĩa là khi nước sông chuyển sang màu đỏ thì ắt đất nước có biến cố đổ máu. Đó thường là đất nước sa đọa, người hiền đức tài năng vì bảo toàn tính mạng nên buộc phải ở ẩn. Bí ẩn rừng tre đen với nhiều sự mất tích ở Trung Quốc. Nằm ở phía tây nam của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc có một nơi gọi là thung lũng tre đen vô cùng bí ẩn bởi nó xảy ra hàng loạt những sự kiện kỳ lạ và được mệnh danh là thung lũng chết người và hầu như không ai dám đi ngang qua khu vực này. Được biết thì đây là một vùng đất còn nguyên sơ nhưng chứa đầy những câu chuyện huyền bí. Dù ngày nay thung lũng tre đen đã được khai thác thành địa điểm du lịch, nhưng rất nhiều người vẫn không dám đặt chân đến vùng đất này bởi vì trong tiềm thức, tre đen chính là vùng đất đầy chết chóc. Cụ thể là vào mùa hè năm 1950, một chiếc máy bay bất ngờ bị nổ khi bay qua đây, làm gần 100 người thiệt mạng. Điều đáng nói là, dù nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, nhưng chính quyền địa phương không thể nào tìm thấy dù chỉ một mảnh vụn của máy bay hay là xác của người bị nạn. Vào năm 1962, một đoàn chuyên gia địa chất đi qua đây cũng biến mất một cách bí hiểm ngay trước mắt những người dẫn đường, cũng là người đã may mắn thoát nạn. Người này kể lại rằng, khi nhóm bước vào hẻm núi, bỗng nhiên sương mù dày đặc che phủ toàn bộ nhóm, tôi không còn thấy gì nữa cả, chỉ nghe thấy những âm thanh không rõ ràng. Một lúc sau sương tan hết, thế nhưng chẳng còn ai ở đó nữa cả. Những người dân địa phương ở đây cũng kể lại rằng, ngay cả những người hái sâm, thông thạo địa bàn như lòng bàn tay cũng sẽ một đi không trở lại khi đặt chân vào thung lũng này. Thung lũng tre đen là nơi có lực từ cực mạnh và tại đây, kim la bàn quay loạn xạ khiến con người rơi vào trạng thái điên loạn do mất tri giác và mất định hướng, cứ loanh quanh một chỗ mà không tài nào tìm được đường đi chính xác. Những vụ tai nạn hay xảy ra đến nỗi mà những người đi đào củ sâm vốn rất quen thuộc với thung lũng cũng lần lượt mất tích.
Ngoài ra còn một giả thuyết khác cho rằng rất có thể vùng đất này là cánh cổng không gian dẫn con người đến một không gian khác, cũng như trên thế giới có tam giác biển Bermuda và những vụ biến mất kỳ lạ không lưu lại dấu vết. Điểm chung của những địa điểm này là ở đó có trường từ kỳ lạ, là bàn không hoạt động, có sương mù che giấu và hàng loạt tai nạn mất tích kỳ lạ xảy ra. UFO xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc. Vào năm 2018, những người dân địa phương và cư dân mạng tại Trung Quốc lại bàn tán xôn xao về hình ảnh những ánh sáng bí ẩn xuất hiện trên bầu trời của Trung Quốc. Và theo những hình ảnh được chia sẻ bởi cư dân mạng, một vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc nhìn như một ngọn đuốc khổng lồ, khiến nhiều người nghĩ đến giả thuyết về người ngoài hành tinh ghé thăm quốc gia này. Các nhân chứng về vụ việc cho biết, vật thể lạ thắp sáng bầu trời đêm như một ngọn đuốc có thể nhìn thấy nhiều địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Trung Quốc, ví dụ như là Bắc Kinh, Trung Khánh, Sơn Tây và Nội Mông. Ngay sau đó, hàng loạt video do người dân quay lại được đã được đăng trên trang web Weibo với những dòng bình luận về người ngoài hành tinh. Với khoảng thời gian 2 phút xuất hiện, vật thể lạ với đuôi lớn như ngọn đuốc được các nhân chứng mô tả cũng có những tia sáng trắng, có hình dạng giống như một cái đuôi lớn hay giống luồng ánh sáng nhân tạo phát ra từ những đám mây. Vật thể này cũng từ từ di chuyển trên bầu trời. Không được quái vật trên sông Dương Tử, ông lão bất ngờ vì lời của chuyên gia. Đây chính là câu chuyện của một ông lão họ Dương. Chuyện là vào một buổi tối đẹp trời, khi đang câu cá trên sông Dương Tử, ông bỗng thấy lưới nặng trĩu. Ông Dương mừng thầm chắc mẩm, mình câu được một con cá lớn rồi đây. Nào ngờ lúc nhấc lưới, ông chẳng thấy cá đâu, mà chỉ thấy một con quái vật không đầu không đuôi xấu xí, to như một con rùa nhưng lại còn không có mai. Con vật này trông khá giống một viên đá nhưng lại không hề nặng, trái lại nó mềm như một viên thịt, sờ vào bề mặt có cảm giác dẻo và dính. Tuy rất sợ nhưng ông Dương vẫn mang nó về, ông còn lấy một dây duy băng đỏ buộc quanh con quái vật này, bởi theo tập tục ở quê ông, chỉ cần buộc dây vải đỏ quanh một vật là có thể tránh xui xẻo. Khi ông đem con quái vật này về nhà thì rất nhiều người hàng xóm kéo sang xem, ai ai cũng tò mò muốn sờ một lần vào nó. Họ phát hiện ra rằng trên thân con quái vật một vài sợi râu thò ra như rễ cây, còn lại không có bất kỳ đặc điểm nào khác, nhưng cũng không ai biết được đây là con quái vật gì. Có một vị chuyên gia cho rằng con quái vật mà lão Dương tìm thấy có thể là linh chi thái tuế trong truyền thuyết. Nếu thực sự là linh chi thái tuế thì nó có giá lên tới 39.000 đô trên 1 gram, khoảng 780 triệu đồng.